thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân ở các phường tại Đà Nẵng phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ, các đơn vị quân khu 5 đã tổ chức chương trình sản phẩm gia tăng của chiến sĩ tiếp ứng chống đại dịch. Ngay sau khi được thu hoạch, các sản phẩm rau củ quả đã lập tức được cán bộ chiến sĩ vận chuyển đến điểm trao tặng. Đây đều là những sản phẩm tăng gia do chính cán bộ chiến sĩ đơn vị tự trồng và chăm sóc theo quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Là những cái sản phẩm là của các cán bộ chiến sĩ của đơn vị tăng gia sản xuất để là phục vụ nhu cầu của đơn vị, nhưng mà các đồng chí vì tâm lòng đối với người dân vùng dịch thì chúng tôi rất là cảm kích. Ngay sau khi được triển khai nhiệm vụ, thời gian qua các đơn vị đã chủ động tổ chức tăng gia sản xuất để có được nguồn nhu yếu phẩm tươi sạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm trao tặng cho người dân. Dù giá trị của những món quà này không lớn, nhưng gửi gắm toàn bộ tình cảm của bộ đội, mong sao chia sẻ khó khăn và giúp đồng bào trên địa bàn vượt qua được khó khăn trong đại dịch này. Tôi và các đồng chí đều thức dậy sớm để thu hoạch các sản phẩm của chúng tôi nhằm chia sẻ cho các người dân ở khu vực cách ly. Tiểu đoàn 409 đã chuẩn bị 300 kg rau củ quả các loại và 250 trứng gia cầm và gà vịt để là ủng hộ bà con nhân dân trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu là phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian tới, tiểu đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi để vừa bảo đảm rau củ quả nhập bếp cũng như là tiếp ứng cho bà con nhân dân trên các địa bàn phòng chống dịch. Kế hoạch hỗ trợ sản phẩm tăng gia sản xuất góp phần phòng chống dịch Covid-19 sẽ được các cơ quan đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 duy trì thực hiện ít nhất một lần mỗi tuần.